Vậy là chỉ còn chưa đầy một tuần trước khi năm 2020 kết thúc. Quả là một năm nhiều biến động khó lường. Hãy cùng hy vọng về một năm 2021 tốt đẹp hơn, để chúng ta có thể tiếp tục cuộc sống một cách bình thường. Trừ khi vũ trụ quyết định để dành một món quà cuối cùng cho chúng ta trong những ngày đếm ngược này. Có thể sáng mai tỉnh dậy, chúng ta thấy mình đứng giữa một trận động đất dữ dội, lan ra toàn cầu, chìm trong một cơn đại hồng thủy, hay gặp những trò đùa tàn nhẫn nào khác của tạo hóa. Tổ chức sẽ có cách để cứu rỗi nhân loại, phải chứ? Chính xác. Chào mừng các nhân sự trở lại với kênh của SCP Foundation Việt Nam. Hôm nay, chúng ta sẽ nói về quân bại cuối cùng của tổ chức. Đó chính là SCP-2000, Thánh sự máy móc, Deus Ex Machina. SCP-2000 hiện đang cư ngụ dưới chân núi lửa Yellowstone tại miền Tây Hoa Kỳ, lối vào được ngụy trang thành một cơ sở bảo vệ bị bỏ hoang. Và quy trình an ninh của nó đảm bảo rằng dị thể này không cần nhiều nhân sự túc trực. Do đặc tính dị thường của một SCP mang phân loại Thomio, những nhân sự cấp thấp làm việc tại cơ sở của SCP-2000 phải bị cấy ký ức giả để đánh lừa họ rằng họ đã quản thúc một SCP cấp Cadre có mức độ bảo mật cao trước khi bị điều chuyển công tác. SCP-2000 ngoài ra còn được bảo vệ bởi nhiều loại công nghệ tối tân bậc nhất của tổ chức. Thiết bị đầu tiên là một thứ các nhân sự đều đã được nghe qua, đó chính là neo hằng thực Scranton, viết tắt là SRA, Scranton Reality Anchor. Toàn bộ khu vực xung quanh SCP-2000 được bao phủ bởi các neo hằng thực đặt cách nhau 20 mét, nhằm ngăn chặn nỗ lực phá hoại từ các thế lực dị thường. Neo hằng thực Scranton được phát minh trước lần kích hoạt đầu tiên của SCP-2000 bởi tiến sĩ Robert Scranton. Các bản ghi cho rằng vào năm 1889, nhiều bộ phận của neo hằng thực được tạo thành từ hợp kim đồng beryl, một loại vật liệu thường được dùng cho các máy móc dị thường, lấy cảm hứng từ dị vật. Neo hằng thực gần như vô hiệu hóa hoàn toàn khả năng của các thực thể bê công hiện thực. Cách hoạt động chính xác của neo hằng thực cần phải được bảo mật tối đa vì những lý do rất hiển nhiên. Nếu những mỏ neo này rơi vào tay thế lực xấu, chúng ta sẽ mất đi chiếc phao cứu sinh của nhân loại. Thiết bị thứ hai là hệ thống hằng số thời gian. Chúng sử dụng năng lượng điện từ mạnh kết hợp với một trường hạt tachon để tạo ra một chân trời sự kiện giả. Sinh vật và máy móc có thể di chuyển ra và vào ranh giới này mà không làm tổn hại dòng chảy thời gian bên trong khu vực. Nói đơn giản hơn, các hiện tượng dị thường liên quan đến thời gian không thể ảnh hưởng được khu vực tạo ra bởi những thiết bị này, kể cả khi những dị thể có khả năng viết lại lịch sử thế giới, đảo ngược thời gian nhằm ngăn chặn việc SCP-2000 được xây dựng. Hệ thống hằng số thời gian cũng có thể có ích trong nhiều trường hợp, ví dụ như khi cần một giây bên trong kéo dài với hàng ngàn năm bên ngoài, hoặc trong các nhiệm vụ sửa chữa các lỗ hổng thời gian. Tuy nhiên, các mối quan hệ logic của vũ trụ là một thứ nằm ngoài tầm hiểu biết của con người và tạo ra nhiều vùng không gian tĩnh có thể ảnh hưởng đến độ ổn định của dòng thời gian. Vì vậy, hệ thống hằng số thời gian sẽ không được sử dụng rộng rãi bên ngoài SCP-2000. Tổ chức đã thử sử dụng nó trong một phiên bản trước của thế giới, kết quả không mấy khả quan. Phát minh thứ ba là một vùng không gian bán Riemann giúp kéo dài bề mặt của SCP-2000 vào không gian âm, làm không gian bên trong SCP-2000 rộng hơn không gian bên ngoài một cách đáng kể, hỗ trợ việc lưu trữ nguyên vật liệu. Tuy nhiên, tài liệu về việc chế tạo hệ thống này đã bị mất tích. Trong trường hợp một viễn cảnh tận thế cấp K xảy ra, quy trình CIA-009 phải được thực hiện ngay lập tức, bao gồm việc bảo toàn càng nhiều tài nguyên càng tốt. Khi tất cả các cơ sở quan trọng của tổ chức trên thế giới đã ra hiệu an toàn, quy trình Lazarus 1 sẽ được bắt đầu. Có vẻ bạn đang cảm thấy bối rối vì những cái tên này. Chúng ta sẽ giải thích chúng ngay sau phần mô tả về bản chất của SCP-2000. SCP-2000 là một cơ sở dưới lòng đất được xây dựng vào một thời điểm không xác định trong quá khứ, với nhiệm vụ xây dựng lại xã hội loài người sau viễn cảnh tận thế. Hãy chú ý kỹ từng từ tôi nói, SCP-2000 có nhiệm vụ là xây dựng lại xã hội loài người, không phải bảo vệ loài người khỏi các viễn cảnh tận thế. Cơ sở này kéo dài đến hơn 100 mét vào trong lòng đất. Quyết định xây dựng SCP vào trong lòng núi lửa Yellowstone là để tận dụng năng lượng địa nhiệt mạnh mẽ của khu vực này, đảm bảo cơ sở này luôn có năng lượng. Tuy nhiên, nguồn năng lượng chính của cơ sở là một lò phản ứng hạt nhân Thorium flow hóa lỏng có tuổi thọ đến hơn 70 năm ở công suất tối đa. Sau khi tổ chức đã xác nhận rằng họ đã thất bại trong việc ngăn chặn một thảm họa diệt vong, các hệ thống an ninh của SCP-2000 sẽ được nới lỏng và mọi nhân sự của tổ chức đều có thể vào để kích hoạt quy trình CIA-009.
Nếu sau 20 năm kể từ ngày tận thế mà SCP-2000 không được kích hoạt, nó sẽ cho phép bất kỳ người sống sót nào để bắt đầu quy trình này. Bất kỳ nhân sự quan trọng nào được cho là đã chết hoặc mất tích sẽ được tái tạo lại bằng nhân bản của bản thân họ. Sau khi các nhân sự quan trọng đã được cấu tạo, họ sẽ bắt đầu liên lạc với mọi điểm quan trọng trên thế giới để xác minh tính an toàn và tính ổn định của thực tại. Một khi mọi thứ được sẵn sàng để quay ngược thời gian, một nhân sự cấp 5 sẽ nhập ngày tiếp tục vào bộ điều khiển và bắt đầu quy trình Lazarus 1. Đây là phương thức thực hiện nhiệm vụ chính của SCP-2000, tái tạo xã hội loài người. SCP-2000 được trang bị tới hơn 500.000 đơn vị nhân bản. Mỗi ngày, nó có thể tạo ra 100.000 người nhân bản với đặc điểm không khác gì so với người thường, sử dụng một hệ thống vận chuyển để thu thập nguyên liệu từ lòng đất, cùng với một siêu máy tính có khả năng lưu trữ hệ gen của mọi con người. Hệ thống này có thể tái tạo các hệ gen đã mất hoặc tự tạo lại các loại gen mới để làm đa dạng nguồn gen. Những người được sinh ra từ cỗ máy này có thể được tạo ra dưới bất kỳ độ tuổi nào và chỉ mất 5 ngày để có thể đứng dậy và làm việc. Với chức năng thôi miên, cùng với việc sử dụng thuốc giải lập trí nhớ cấp G, mỗi nhân sự tạo ra được cài ký ức giả để giữ ảo ảnh rằng họ là người bình thường. Ngoài ra, tổ chức còn lưu giữ bản sao ý thức của các nhân sự quan trọng để đảm bảo rằng họ không mất đi những thành viên đầu não trong thế giới mới. Khi quy trình Lazarus 1 được khởi động, hệ thống sẽ bắt đầu tái tạo lại những lãnh đạo chính trị và văn hóa quan trọng và tái tạo lại số lượng người tương đương với thời kỳ đó. Việc giả lập thế giới để quay ngược thời gian hơn 20 năm là không khả thi, vì tổ chức sẽ phải phá hủy những công trình hiện đại còn sót lại. Hơn nữa, việc tiếp diễn lịch sử cũng sẽ dễ dàng hơn nếu mọi thứ tiếp tục theo dòng thời gian trước đó. Việc viết lại lịch sử thế giới bằng cách này sẽ gây ra những hậu quả khôn lường. Ví dụ như một cuộc chiến tranh thế giới lần thứ 3. Những con người đầu tiên được tạo ra sẽ được cho biết về sự tồn tại và chức năng của tổ chức SCP cũng như bản chất của SCP-2000. Điều này cho phép họ hỗ trợ trực tiếp trong công cuộc tái xây dựng loại nhân loại. Hệ thống này còn lưu trữ các loại kiến thức về nhiều kỹ năng cụ thể khác nhau có thể dùng để thúc đẩy quá trình xây dựng. Với số người được tái tạo tăng lên, quá trình này sẽ tăng lên tương ứng. Hầu hết không gian bên trong SCP-2000 được sử dụng để lưu trữ vật liệu, công cụ xây dựng, khí cụ sản xuất và máy móc nông nghiệp. Ngoài ra, nó còn chứa một kho tàng văn hóa với vô vàn các bản sao của các tác phẩm nghệ thuật, âm nhạc, văn học, cùng với bản sao dự phòng của mạng Internet. Những tài nguyên này được sử dụng để tạo ra một bản sao của thế giới trước sự kiện tận thế. Tổ chức có những bộ phận chuyên môn cho mục đích tạo chứng cứ hoa thạch, thiên văn và sinh học giả để tạo nên ảo ảnh rằng không có lỗ hổng trong lịch sử. Quá trình tái tạo ước tính sẽ thành công trong vòng 25 tới 50 năm. Khi quy trình này kết thúc, thuốc xóa trí nhớ sẽ được sử dụng trên quy mô toàn cầu, khiến toàn bộ loài người quên đi quan hệ của mình với tổ chức SCP. Lịch sử sẽ tiếp tục từ ngày được chọn. Một sự kiện tái tạo này sẽ thay đổi đáng kể hướng phát triển của con người do sự phức tạp trong tương tác xã hội. Những công trình nghiên cứu dự đoán hướng đi của xã hội dựa trên những lần kích hoạt trước đây đang tiến hành. Phụ lục 1. Trong một lần vi phạm quản thúc bởi SCP, vài neo hằng thực và hệ thống hằng số thời gian đã gặp hư hại, cùng với đó là sự kích hoạt của các đơn vị nhân bản bên trong SCP-2000. Trong 25 ngày sau đó, nó đã tạo ra 10 triệu cá thể dị thường với những đặc điểm khác hẳn với con người, bao gồm ngón tay và ngón chân bị dư thừa, thể tích hộp sọ gia tăng và một cơ quan không rõ có khả năng phát ra sóng radio. Những cá thể này đều không tỉnh dậy và đã tử vong trong 5 tuần sau đó. Liệu sự kiện này gây ra do sự tác động không thời gian bởi một SCP hay sự phá hoại của thế lực bên ngoài, hay đơn giản hơn chỉ là lỗi của máy móc, vẫn chưa được xác định. SCP-2000 vẫn đang được kiểm tra và sửa chữa. Ở phụ lục thứ 2, trong một lần sửa chữa, một kỹ sư đã phát hiện ra một bộ xương tuổi thọ từ 450 đến 700 năm, được cho là thuộc về tiến sĩ Autoclef. Trên bộ xương là một tờ ghi chú: tại sao chúng ta phải xây dựng thứ này? Chúng ta đã làm vậy từ bao giờ? Chúng ta đã làm chuyện này bao lâu rồi? Chúng ta có biết được không? Cuộc điều tra và thẩm vấn sau đó với tiến sĩ Autoclef không cho biết thêm thông tin. Tiến sĩ Clef cho biết ông không biết rõ ý nghĩa đằng sau nội dung của tờ ghi chú trên. Các bản ghi từ các phiên bản trước cho thấy chúng ta đã phải kích hoạt SCP-2000 ít nhất là 2 lần, và có những bằng chứng rằng con số này có thể lớn hơn rất nhiều. SCP-2000 đã được xây dựng như thế nào? Thế giới đã được tái khởi động bao nhiêu lần? Điều gì đã tạo nên SCP-2000? Những mối đe dọa này trước đây đã được xử lý chưa? Những con người của thế giới cũ ngày nay đã trôi dạt về đâu?
hay chỉ còn là những thân xác mục ruỗng nằm dưới vực thẳm của đại dương? Điều này làm dấy lên câu hỏi, liệu chúng ta có phải là một con người thực sự, hay chỉ là một hình nhân vô diện, được sinh ra từ một thất bại trong vô vàn những thất bại của tổ chức SCP? Một điều không thể tranh cãi là cỗ máy này không phải là lý do để chúng ta có thể thả lỏng và lơ là với những SCP nguy hiểm có thể kết thúc thế giới. Tôi xin được trích lời từ một quản trị viên của tổ chức như sau: quản thúc dị thể vẫn là cơ hội sống sót lớn nhất của loài người. Chúng ta không thể che mắt chố mãi mãi, và sẽ đến lúc vũ trụ nói không. Và với những gì chúng ta đã trải qua gần đây, có lẽ chúng ta đã đạt đến đỉnh điểm rồi. Ký tên William Fried, cựu quản trị viên của tổ chức SCP. Và như thường lệ, cảm ơn các bạn đã theo dõi video và chúc các bạn một ngày tốt lành.